Thưa quý vị, chiều qua cục cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết, 4 ngày của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, cả nước đã xảy ra 127 vụ tai nạn giao thông, làm 171 người thương vong. Cụ thể, trên lĩnh vực giao thông đường bộ xảy ra 125 vụ khiến 73 người chết và 95 người bị thương. Đường sắt xảy ra 2 vụ làm 3 người chết. Tính từ chiều 31 tháng 8 đến trưa qua, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao vào dịp nghỉ lễ. Lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã tổ chức phối hợp, phân luồng, điều tiết giao thông. Cũng trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 34.400 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 71 tỷ đồng. Trong đó, hơn 9.300 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, hơn 6 6.200 trường hợp vi phạm về tốc độ và hơn 300 trường hợp chở hàng quá tải trọng.